Tiếp nối chương trình hôm nay là một câu chuyện Việt. Thành Tâm xin gửi đến quý vị tuy bút có tựa đề Không Vặt của tác giả Trần Đình Nam đang trên trang Facebook Khai Trí vào ngày 21 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Không Vặt. Trong một cuộc nói chuyện, bạn bè thân tôi đã hỏi một người Anh một câu và yêu cầu trả lời trung thực. Nếu phải lột tả người Việt trong một hay hai từ, may sẽ nói thế nào? Không được. Rất compliments. Biết ý tôi, không ngần ngại, anh bạn người Anh nói luôn. Câu hỏi này, người nước ngoài chúng ta ở Việt Nam luôn thảo luận với nhau khi không có người Việt và đều nhất trí có câu trả lời giống nhau, nhưng không bao giờ dám nói ra với người Việt. Mày là người Việt Nam đầu tiên hỏi tao câu này, không có ý định muốn nghe một lời khen nên tao sẽ nói thật. Đó là người Việt Nam tham lam. Dù đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và đầu óc cởi mở nhất, tôi đã choáng váng và cứng họng một lúc không nói được gì. Mãi sau tôi mới thốt lên đau đớn vì biết bạn mình không nói dối. Tham lam, tại sao? Bạn tôi cười, thì người Việt chúng mày trừ mày ra. Nó thương hại tôi, luôn luôn cái gì cũng muốn được, không nhường cái gì cho ai bao giờ. Hợp đồng thì điều khoản ngon nhất, giá phải rẻ nhất, hàng phải tốt nhất, giao hàng phải nhanh nhất, bảo hành phải vô thời hạn, thanh toán thì chậm nhất, và hoa hồng thì phải khủng khiếp nhất. Tôi chết đứng, tôi biết nó nói đúng hoàn toàn. Nó làm thương mại với người Việt và ở Việt Nam gần 20 năm rồi. Nó nhìn người Việt qua những gì nó thấy ở những cán bộ nhà nước hàng ngày làm việc với nó. Tôi đã từng đàm phán với nó cách đây hơn 20 năm và với rất nhiều người nước ngoài khác, chưa bao giờ biết đòi hỏi ai một xu nào từ vô số hợp đồng thương mại tôi đã làm, đàm phán và ký kết. Nhưng tôi biết tôi là ngoại lệ. Nên tôi biết mình có quyền và có thể nhìn vào mắt mà hỏi nó, bạn tôi hay bất kỳ ai thương gia nước ngoài đã làm việc với tôi, câu hỏi đó mà không sợ bị họ nói cười khinh cho. Vậy tính từ thứ hai, bọn mày tôi đã từng cùng nó có dịp uống bia trong các câu lạc bộ doanh nhân người Sinh, người Mã, người Nhật, Anh, Mỹ, Hàn, Pháp do các Acham, Eurocham tổ chức. Miêu tả người Việt là gì? Tôi dũng cảm tiếp tục, hy vọng lần này sẽ được nghe trả lời dễ chịu hơn. Câu trả lời là tricky, lời người Việt hay gian dối. Tôi hét lên, không thể nào, mày đang trêu tức tao đấy chứ. Bạn tôi trả lời, mày muốn tao trung thực mà, vậy tại sao lại là gian? Tôi cố gắng chịu đựng vì chúng mày không bao giờ nói thật, nói thẳng và có nói rồi cũng tìm cách thay đổi nếu có lợi hơn. Chúng mày luôn nghĩ rằng mình khôn hơn người và luôn luôn xoay sở để hơn người khác. Tôi ngồi im lặng, điếng người, muốn khóc và cố uống tiếp vài bia tự nhiên đắng ngắt. Từ đó tôi ghét uống bia. Nó nhắc tôi buổi tâm sự với phát hiện kinh hoàng trên. Từ đó trong tôi tắt ngấm nắng hạ là người Việt. Nhưng nội dung và diễn biến của cuộc nói chuyện thân tình trên thì tôi dù muốn cũng không bao giờ quên được. Sự thật là tôi đã phải trăn trở rất nhiều, dằn vặt rất nhiều với điều này từng ngay từ đó. Đặc điểm bản chất của người Việt là gì so với người nước khác? Tại sao người nước ngoài lại đang nhìn chúng ta tệ hại như thế, gian và tham? Tôi đã không thể phản bác được ông bạn người Anh của mình dù tôi với nó cùng ngôn ngữ, đều mê The Beatles, có ăn nhầm gì đâu. Nó vẫn bảo lưu quan điểm. Một lần gần sau đó tôi trở lại đề tài nói với nó, tại sao mày nói người Việt rất tham lam, cái gì cũng muốn và gian, cái gì cũng không lỗi hơn người mà mày vẫn làm ăn với chúng tao. Bạn tôi cười bí hiểm trả lời, đấy chính là bi kịch của người Việt, ít nhất là của những người Việt đang không có quyền thế hiện nay. Rồi nói tiếp, chính vì người Việt gian và tham nên chỉ có những người gian và tham hơn mới dám làm ăn với chúng mày. Ý mày nói đa số thương nhân nước ngoài làm việc với Việt Nam là gian và tham? Gần như đúng thế, cả mày nữa. Gần đúng, vì lúc đầu tao cũng không gian, nhưng tao mất nhiều quá và buộc phải chơi theo cách của người Việt thôi. Vậy mày gian thế nào? Bạn tôi lại cười bí hiểm, nói mày đừng buồn, đa số người Việt kém tiếng Anh và hầu hết kém luật pháp một cách thê thảm, nhất là luật thương mại. Càng to chức thì điều này càng đúng. Mày là lính quèn nên khá giỏi, mà tiếng Anh là của bọn tao, luật pháp các nước khác cũng đều đi trước Việt Nam, nên chúng tao chỉ có cách dùng tiếng Anh kém cỏi vô nghĩa của chính chúng mày để làm hợp đồng thương mại và luật thương mại quốc tế nữa, thì chúng ta mới bình đẳng được. Rồi nó bồi thêm, thế mày nghĩ bọn tao có thể cung cấp hàng tốt nhất, giá rẻ nhất, thời hạn nhanh nhất với trách nhiệm vô hạn được thật à? Đó là câu chuyện có hơn 10 năm trước. Tôi đã kiểm tra độ khách quan của đánh giá đó suốt 10 năm qua với rất nhiều người nước ngoài từ các vùng miền đất nước có văn hóa và chính trị khác nhau mà tôi có thể tiếp cận. Đa số câu trả lời kiểm chứng không phải tất cả xác nhận sự khách quan và tính gần đúng của nhận xét của bạn tôi. Nhận xét đó đã bắt tôi suốt hơn 10 năm qua phải tìm hiểu văn hóa và bản chất dân tộc ta là gì. Tại sao chúng ta lại để đến nông nỗi này? Để người khác nghĩ và đánh giá mình là dân tộc gian và tham. Người Việt gian tham ư? Đau xót lắm, nhưng tôi vẫn không phản bác được bạn mình với những gì tôi và chúng ta vẫn thấy xung quanh trên đất nước chúng ta. Nó là cái văn hóa gì? Hôm nay có lẽ tôi đã trả lời được câu hỏi đó cho mình. Dân tộc ta không phải thế.
Có những hạt sạn đã được vô tình hay cố ý gieo vào đạo đức, lối sống dân ta và có lẽ người gieo cũng không muốn và không biết mình đã làm gì. Chúng ta phải đợi đến vụ gieo hạt sau thôi.